Xin chào anh Trung Trần, một người cũng thường hay thấy tham gia trong các sinh hoạt trong cộng đồng, và gần đây chúng ta thấy anh Trung thường hay xuất hiện với cái máy iPad thu thập tất cả những hình ảnh xảy ra trong cộng đồng, và cũng nhiều hình ảnh của anh rất giá trị và đã được sử dụng trên các phương tiện truyền thông truyền hình. Vừa qua thì chúng tôi thấy có một cái thông báo của Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai, Ủy ban đặc nhiệm chống tuyên vận Cộng sản kết hợp với các cộng đồng và hội đoàn tại Nam Cali đưa ra một thông báo sẽ có một cuộc biểu tình phản đối tuần báo Việt Weekly vào tuần tới ngày 29 tháng 10 ngay tại địa điểm này, ngay tại địa điểm mà anh Trung và chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Anh Trung có thể cho biết cái một số ý kiến của anh liên quan tới cuộc biểu tình kỳ này trước tuần báo Việt Weekly? Theo tôi để ý tin tức với lại thời sự của cộng đồng Nam California thì cái phiên họp vừa rồi của đám Ủy ban Chống Cộng sản Tay Sai có tổ chức một buổi họp cách đây tôi nhớ không lầm là 2 tuần vừa rồi. Thì theo như tôi theo dõi thì tôi thấy cái ban ủy đó là muốn nói về vấn đề đám Việt Gian ở hải ngoại. Thứ nhất là trong cộng đồng Nam California thì theo như tôi được biết theo dõi thì tôi thấy cái ban ủy ban nó nói về vấn đề giống như là có một mớ nào ở đây báo chí và thương mại là Việt Gian Tay Sai chẳng hạn, cho Việt Cộng chẳng hạn gì đại khái gì, thì tôi có nghe ban ủy ban nó có lên tiếng là sẽ chống lại như là Việt Weekly và những người nào mà dính níu vào với cái công cụ gọi là giúp cho tù cộng sản về nghị quyết 36 đưa ra hải ngoại để tuyên truyền với cái cộng đồng tỷ lệ cộng sản ở Orange County, nói chung luôn cả nước Mỹ hay là thế giới cũng vậy luôn. Thì theo như tôi được biết thì nghe người ta bàn vậy đó, nhưng mà tôi chưa thấy có action gì hết. Anh Trung có được tham dự cái buổi họp của Liên Ủy ban vừa rồi như anh nói cái buổi họp đó hay không ạ? Dạ, tôi có đến tham dự, nhưng mục đích của tôi tham dự thì thật sự mà nói là tôi đến để tôi nghe sơ sơ chứ tôi cũng không có tập chú vào 100% để mà giống theo dõi từ đầu tới đuôi. Nhưng mà sơ sơ tôi nhìn thì tôi thấy người ta nói vừa tức thì tôi vừa giải thích. Thì tôi đến là đa số là tôi khoái là quay phim đi lấy những cái tin tức của cộng đồng để có những cái video để làm bằng chứng, thay vì cộng đồng mình nó loạn lắm. Nhiều lúc người này nói thế này, người này nói thế nọ, tôi không bao giờ tôi tin những cái lời nói mà đồn đãi của thiên hạ ở ngoài phố Bô Sa hay là một cái khe cọc ở một góc nào hết. Cái niệm của tôi là phải có video, bằng chứng, hình ảnh và lời nói. Thì lúc đó mình mới chính xác là cái đó là thiệt hay cái đó là giả. Dạ. Một cách cụ thể là cuộc biểu tình kỳ này sẽ phản đối tuần báo Việt Weekly với những lý do liên quan tới việc tuần báo này tiếp đón cũng như là về Việt Nam phỏng vấn những viên chức cao cấp của chính quyền Việt Nam. Anh thì cũng không phải là một người xa lạ gì với tuần báo Việt Weekly, có sinh hoạt khá thường xuyên mỗi tuần với lại những người chủ trương tuần báo này. Anh thấy những lý do đưa ra để phản đối tuần báo Việt Weekly kỳ này như vậy, anh có ý kiến gì ạ? Nếu mà anh hỏi tôi câu hỏi đó thì theo ý kiến của tôi á, thì tôi hàng tuần cũng thường xuyên đến lui với cái tuần báo Việt Weekly, chẳng hạn như là anh Trường lên phố bosatv.com. Thì mỗi tuần tụi tôi cũng họp đây theo dõi báo, rồi bàn luận thời sự, còn nói về cộng đồng ủy ban tỷ lệ chống cộng đòi muốn biểu tình tuần báo Việt Weekly. Thì theo như quan niệm của tôi á, tôi sống từ nhỏ ở nước Mỹ này cho tới bằng tuổi này là 30 mấy 40 năm, thì tôi có cái American Life Freedom lắm. Đành ra tôi thấy sống ở trên đất Mỹ này á, bất cứ một cái nghề nghiệp gì ai cũng có cái tự do riêng tư của cá nhân, một cái business đó. Bất cứ một người cá nhân nào, một cái hội đoàn nào muốn biểu tình chống đối thì cái đó cái quyền của người ta. Còn cái chuyện mà tuần báo Việt Weekly hay là tuần báo Sài Gòn hay là tuần báo Người Việt hay bất cứ một tuần báo nào ở trên cái đất Mỹ này á, nó có quyền làm những cái gì người ta cảm thấy thích, với cái điều kiện người ta không vi vào phạm luật pháp ở xứ Mỹ này, thì tôi thấy cái đó là cũng ok. Còn nếu mà nói mà tuần báo này hay tuần báo kia là Việt Gian của Cộng sản hay là Tay Sai của Việt Cộng chẳng hạn như vậy, thì quý vị phải có nhiều cái bằng chứng nữa, phải có bằng chứng thật sự chính xác đi đôi với Cộng sản như thế nào, làm ăn với Cộng sản như thế nào chẳng hạn, mình phải có bằng chứng chứ không phải mình nhìn qua một cái hình ảnh một cái. Chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là đi du lịch đi qua đi lại chẳng hạn, cũng là một cái nghề nghiệp của người ta trao đổi với nhau. Thì tôi nghĩ rằng
Cái đó là tùy theo mỗi cá nhân, mỗi người nhận định và suy xét tù đó là việc cộng, hay là tù đó là việc gian, hay là tù đó là chỉ là một người du lịch, hay là cái đám đó chỉ là một cái nghề nghiệp của người ta thôi. Theo cái đó là theo cá nhân của tôi. Anh vừa nhắc tới về mặt quyền, thì như anh nói là những người làm báo thì họ có quyền của họ, những người biểu tình cũng có quyền phản đối. Và kỳ này chúng tôi được biết có thêm một cái quyền nữa là một số người sẽ có cái quyền thực hiện cái quyền của họ là quyền phản biểu tình. Trong tuần tới, khi nếu mà anh xuất hiện ở đây, anh sẽ thấy có lẽ sẽ có những người phản biểu tình, những người biểu tình. Và khi đó anh Trung sẽ sử dụng cái quyền của anh tham gia hoặc là có cái quyết định như thế nào trong cái ngày biểu tình hôm đó. Theo cá nhân tôi, nếu mà xảy ra cái chuyện đó trong tuần tới này á, thì tôi á, là một người gọi là một người dân, công dân Mỹ gốc Việt ở đây với cái xứ sở tự do dân chủ. Nếu theo cá nhân tôi á, thì tôi sẽ xách iPad của tôi tới, quay những đoạn video bên biểu tình và bên chống lại biểu tình, để tôi lấy những cái đoạn video đó, tôi sẽ lấy cái đoạn video và những tiếng nói của bên chống và bên ủng hộ, rồi tôi sẽ đưa lên YouTube để cho quý khán giả trên khắp thế giới và trên nước Mỹ, tất cả mọi người đều cùng được thấy những cái evidence đó, rồi mỗi người tự quyết định theo cá nhân của mỗi người. Cái đó là ý kiến của tôi. Về việc thâu những cái cảnh mà biểu tình và phản biểu tình sau đó phát lên chương trình YouTube đó, như anh dự định đó, có những người trong cộng đồng họ cho rằng làm như vậy là đưa ra những cái điểm không tốt đẹp của cộng đồng cho mọi người ở mọi nơi xem, đặc biệt là phía chính quyền Cộng sản Việt Nam họ xem thấy. Chính chương trình Phố Bonsai TV cũng đã nhận được một số phàn nàn về cái vấn đề đó. Nếu anh làm cái chuyện thu thập bên biểu tình và bên phản biểu tình rồi đưa lên như vậy và sẽ nhận được cái lời phàn nàn là anh chỉ đưa những cái điểm xấu của cộng đồng Việt Nam lên như vậy, anh sẽ giải thích như thế nào? Đối với cái tư cách của tôi á, tôi làm những cái chuyện như vậy là có nghĩa duy nhất là cái thú của tôi. Cái thứ hai, cái đó là cái evidence, nó là sự thật, nó chính đáng hơn là truyền tai người này người kia nói thế này thế nọ. Tại vì người ta đâu có thấy đâu, người ta tin được. Cho dù là người ta có nghe, người ta có tin cái lời nói của người kia, nó cũng chỉ là một cái lời nói chưa chắc là chính xác, thực tế rõ ràng. Nhưng còn về vấn đề mà anh hỏi tôi là đôi lúc nó xấu với cái hình ảnh ở trên YouTube hay là trên những cái đoạn video trên truyền hình, truyền thông chẳng hạn như vậy, theo tôi nghĩ nó không phải là xấu, nó tốt hoàn toàn. Tại vì cái đó nó là sự thiệt. Cái gì nó là sự thiệt thì luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ là tốt hết, nó không có xấu đâu. Trừ khi nào anh là cái người xấu thì anh chính là xấu, chứ không phải những người làm như vậy là xấu, đúng không? Là tại vì những người làm truyền thông hay là những người chẳng hạn như tôi khoái đi quay mấy cái video vậy để đưa lên như vậy, có nghĩa là sao? Mình muốn cho tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới và luôn cả nước Mỹ này nữa để thấy những cái đoạn video đó là bằng chứng sự thiệt, và những cái audio âm thanh bằng chứng sự thiệt, chứ không phải chính nghe những người khác nói bên tai hay là những người khác nói trên bên đầu rồi tin vào những cái lời nói đó rồi đi làm những cái chuyện tầm bậy, suy nghĩ những cái chuyện lật đường tùm lum la hết. Lấy tóm lại, cái điều tôi làm gì là tốt, chứ không có gì mà nói là xấu hay là bêu xấu cộng đồng mình. Tại vì cái đó là sự thiệt. Cái gì nó là sự thiệt? Nó sẽ là sự thiệt. Và nó là sự thiệt là cái điều tốt, chứ không phải là điều xấu. Quyết định là làm công việc thâu thập hình ảnh, anh nghĩ là có những cái cảnh như thế nào? Tôi nghĩ chắc gây cấn á, bên chống và bên ủng hộ, chẳng hạn như là bên chống lại, rồi bên biểu tình, rồi bên chống lại, tôi nghĩ rất là sôi nổi. Và tôi không phải biết nói làm sao hơn nữa, nhưng mà tôi đã từng biết là trước đây vài năm trước đã có một lần biểu tình Việt Quốc Ly ngay tại thành phố Garden Grove, cũng ngay tòa soạn của Việt Quốc Ly. Tôi thấy cái kỳ đó quá là kinh khủng luôn. Còn lần này thì tôi không biết sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mà quý vị sẽ chờ thử xem. Tới thứ bảy này tôi sẽ có mặt ở đây để lấy những cái đoạn video clip đó và sẽ đưa lên YouTube cho quý vị thấy những cái gì xảy ra ở ngay tại Garden Grove.